trận đấu thứ hai này thì Gia Tôm nằm ở phía tay phải, mọi người quý vị. Bên trái là Jacare. Tới là Kim Jacare 1-0. Điểm bốc cho Gia Tôm 1-3. Thiên, vô đây thì khổ thế, thì đây chỉ thua thắng gì quan trọng gì, thua cũng về mà thắng cũng về. Đây sân nhà hết hả? Ừ. Đưa bảo rồi. Thua cũng về thắng cũng về không đâu. Không phải hết cho đúng chỉnh mà. Cho mà một nhau được lợi thế năng lớn lên. Điểm bốc cho Gia Tôm 2-3. Điểm bốc cho Gia Tôm 3-4. Điểm bốc cho Cà Rê 5-3. Điểm bốc cho Cà Rê 6-3. Bốc cho Cà Rê 7-3. Bắn bóng không thành công. Điểm bốc cho Cà Rê 8-3. Điểm bốc cho Cà Rê 9-3. Lâu khi rồi về cơm là vừa đi từ đó. Điểm bốc cho Gia Tôm 4-9. Điểm bốc cho Gia Tôm 5-9. Điểm bốc cho Gia Tôm 6-9. Gia Cà Rê có mỗi cái loa to đúng không? Đây. Không tốt. Công nghệ cao nôm làm việc nha. Điểm bóng cho Cà Rê 10-6. Công nghệ 3 mà sai là mày có chơi đấy. Phạt bóng tốt. Điểm bóng cho Cà Rê 1-6. Điểm bóng cho Cà Rê 12-6. Bóng không qua lưới. Điểm bóng cho Gia Tôm
7, 12. Điểm bóng cho cờ rê 13-7. Điểm bóng cho cờ rê 14-7. Điểm bóng cho Gia Tôn 8-14. Điểm bóng cho Gre 15-8. Điểm bóng cho Gre 16-8. Điểm bóng cho Gia Tôn 9-16. Điểm bóng cho Gre 17-9. Bóng cho Gia Tôn 10-17. Điểm bóng cho Gia Tôn 11-17. Đánh bóng tốt. Điểm bóng cho Gre 18-11. Điểm bóng cho Gia Tôn 12-18. Điểm bóng cho Gia Tôn 13-18. Điểm bóng cho Gia Tôn 19-13. Chào trưởng đội trưởng đội trưởng đội là có đạt Điểm bóng cho Gia Tôn 14-20. Nãy giờ nó đang đưa vào rồi. Đúng.
Thì bốc cho dân ra 24 có cầu tiểu đoàn cơ động thật đen rồi gì mà hôm nay là quyết định không thuê không mượn đánh đâu hết tiền rồi đúng không đừng có đứng nói hết tiền thì nói hết tiền nhưng không thuê thì bốc cho dân tôm 15 21 thì cái lưỡi anh Phương là có hoa bằng à đâu đâu mấy năm trước cái gì về đánh cho thị trấn mày bay tao cái nào được khen lửa thị trấn khiếp rồi mày điểm bóng cho gia tôm 16 21 điểm bóng cho gia tôm 17 21 chưa tới giờ điểm bốc cho cà rê 22 17 quang ơi quang ơi bạch 3 mét cho 500.000 không có được ra khỏi cái bếp rồi nãy giờ bây giờ mới được ra này điểm bốc cho cà rê 23 17 đạt trả lại là ăn lương tao này con này ăn lương tổng tài điểm bốc cho cà rê 24 17 Tuấn ơi ta góp anh 500 bây giờ đi cha Quang mà đập trúng mặt thằng Tuấn cho 1 triệu vâng và như vậy điểm bốc cho gia cà rê 25 trận đấu giữa gia cà rê và gia tôm đã kết thúc ở set đấu thứ hai với tỷ số 25 17